Xin chào các bạn khán giả của Gia Bảo Luxury. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với chuyên mục review đồng hồ. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về chiếc Patek Philippe Complication có mã hiệu là 5961P. Vào tháng 1 năm 1839, Anthony Norbert de Patek đã đặt nền móng đầu tiên cho thương hiệu Patek Philippe phát triển rực rỡ sau này. Đến nay thì những chiếc đồng hồ có gắn mác Patek Philippe được xem là đại diện cho sự cao cấp, chất lượng cùng với thiết kế luôn có thể chiều lòng những khách hàng khó tính nhất. Tại Patek Philippe, khách hàng có thể tìm thấy tất cả các dòng đồng hồ từ ba kim đơn giản trong bộ sưu tập Calatrava cho đến các chức năng phức tạp hơn trong bộ sưu tập Complication. Thuộc bộ sưu tập Complication, phiên bản đồng hồ Patek Philippe 5961P tại Gia Bảo Luxury, ngoài sự phức tạp thì còn được tăng thêm sự sang trọng nhờ hệ thống kim cương dạng ốp xếp đều trên vành bezel. Phiên bản đồng hồ này có hai tính năng nổi trội đó là chronograph và lịch thường niên bên cạnh báo giờ cơ bản. Và Patek Philippe 5961P là một trong những phiên bản đồng hồ được tích hợp bộ máy chronograph đi kèm lịch thường niên đầu tiên do chính Patek Philippe sản xuất. Những chiếc đồng hồ chronograph thường được yêu thích nhờ nút bấm chronograph đặt tại cạnh bên vỏ khung. Điều này mang lại cảm giác khá thể thao, trong khi tính năng lịch thường niên thì lại được đón nhận do sự hữu ích dành cho người dùng. Thực tế, trong thời điểm hiện tại thì các tính năng như là chronograph, lịch tuần trăng, dual time hay là world time trên đồng hồ cơ đã ít được sử dụng hơn bởi người dùng có khá nhiều công cụ thông minh hỗ trợ. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh, chúng ta cũng có thể bấm thời gian, xem lịch xem giờ ở nơi khác. Thì với lý do gì mà tất cả các thương hiệu đồng hồ, không chỉ riêng Patek Philippe lại tiếp tục sản xuất những phiên bản đồng hồ có thể bấm giờ chronograph, xem ngày, tháng và thứ, v.v. lúc nào? Có lẽ Patek Philippe tung ra dòng đồng hồ có mã tham chiếu 5961 để thỏa mãn nhu cầu trải nghiệm các nút bấm chronograph từ khách hàng hay là trải nghiệm cái khoảnh khắc mà ô cửa sổ báo ngày dịch chuyển như thế nào. Hay cũng có lẽ đó là cách mà Patek Philippe giữ lại nét truyền thống, điểm đặc sắc trong quá khứ huy hoàng, lồng ghép vào một thiết kế hiện đại. Hãy cùng chú ý tới vỏ đồng hồ. Chiếc đồng hồ này được bảo vệ bởi bộ vỏ bằng platinum, dáng tròn cổ điển với những nút bấm chronograph bố trí ở bên cạnh phải, còn núm điều chỉnh lịch lại được làm chìm bên cạnh trái đồng hồ. Toàn bộ vỏ khung từ vành bezel, nút bấm, núm điều chỉnh hay là càng nối dây vát chéo của 5961P đều được hãng chế tạo từ platinum. So với vàng thì platinum sẽ nặng hơn, tạo cảm giác chắc tay hơn và khả năng sáng bóng khi đeo lâu ngày hơn. Với sự hiếm có khi khai thác, theo một lẽ dĩ nhiên, nếu cùng một dòng đồng hồ, phiên bản đồng hồ Platinum sẽ có mức giá cao hơn là đồng hồ vàng. Quyết định sự đắt đỏ của phiên bản đồng hồ Patek Philippe Complication 5961P không chỉ là bộ vỏ Platinum, cũng không chỉ là bộ máy ấn tượng bên trong mà còn do những viên kim cương mà thương hiệu này đã sử dụng. 36 viên kim cương dạng ống tương đương với 3,48 carat đã được đính thủ công trên vành bezel đồng hồ. 8 viên kim cương làm cọc chỉ giờ trên mặt số. Trong khi phía khóa hoa thị Calatrava duyên dáng thì có 22 viên kim cương kích cỡ nhỏ hơn đã được đính chặt ở bên trên. Tất cả số kim cương này được sử dụng đều là nguyên bản, đã được lựa chọn kỹ càng cũng như là khảm trong chính nhà máy của thương hiệu Patek Philippe. Và cũng tương tự như là chiếc Patek Philippe 5961 Aero đã từng có mặt tại Gia Bảo Luxury thì mẫu 5961P cũng được sử dụng kim cương dạng ống. Chỉ có điểm khác đó là chất liệu vỏ khung của 5961 Aero lại là vàng hồng mà không phải là platinum. Trên vỏ khung tại càng nối dây góc 6 giờ của chiếc Patek Philippe này còn có thêm một viên kim cương, điều không hề xuất hiện trên chiếc 5961 Aero. Liệu đây là điểm đánh dấu trên những phiên bản đồng hồ làm từ platinum của Patek Philippe hay chăng? Tiếp theo, hãy cùng nhìn đến mặt số của đồng hồ. Cùng với kim cương thì Patek Philippe đã trang bị cho 5961P mặt số màu xanh hiện đại thay vì là màu đen như là hai phiên bản 5961P khác vốn có vành bezel khảm đá ruby và sapphire xanh. Theo quan niệm cá nhân, nếu mặt số màu đen đem đến cái nhìn cổ điển thì với mặt số màu xanh thẫm, nét cổ điển đã được giảm đi, bổ sung thêm nét trẻ trung cũng như hiện đại hơn. Những quý ông có thể tìm thấy nét thể thao hơn trên chiếc đồng hồ này với 3 ô cửa sổ báo ngày ở trên cùng. Các ô cửa sổ hình vuông với phần viền cạnh cứng cát, nền đĩa màu trắng hiện lên nổi bật bên dưới mặt số xanh. Phong cách thể hiện riêng tính năng chronograph trong duy nhất một bộ hiển thị quen thuộc vẫn được giữ lại trong thiết kế của 5961P. Chung cách thức thể hiện bộ hiển thị chronograph độc đáo này còn xuất hiện trong phiên bản đồng hồ 5980 hoặc là 5960.
Bộ hiển thị Chronograph của Patek Philippe Complication 5961P được đặt tại có 6 giờ với 2 vòng tròn tương ứng với 2 kim chỉ màu trắng riêng biệt. Kim ngắn hơn sẽ chạy quanh vòng tròn nhỏ bên trong dùng để đếm giờ Chronograph, còn kim dài phối hợp với vòng tròn lớn ở bên ngoài đếm phút. Chức năng Chronograph trên chiếc Patek Philippe sẽ được thực hiện nhờ 2 nút bấm ở bên ngoài vòng khung đồng hồ. Không giống như cơ chế Chronograph thông thường, khi muốn kim giây Chronograph trở về vị trí ban đầu, người dùng cần bấm nút bấm 2 giờ để dừng lại, sau đó mới bấm nút 4 giờ để kim quay trở lại vị trí ban đầu. Thì thương hiệu Patek Philippe đã tích hợp cơ chế Flyback Chronograph trên chiếc 5961P này. Nó cho phép người dùng đưa kim giây Chronograph trở về vị trí ban đầu chỉ với một lần bấm nút góc 4 giờ, như vậy là chúng ta có thể bỏ qua lần bấm nút góc 2 giờ. Thách thức khi chế tác cơ chế tích hợp Flyback này chính là nằm ở mức giải phóng năng lượng sẽ tiêu hao nhiều hơn so với cơ chế Chronograph truyền thống. Chức năng này được sử dụng trong việc bấm giờ cho những hành động liên tiếp như là trong cuộc chạy đua tiếp sức chẳng hạn. Dĩ nhiên, đó là trong quá khứ. Thế còn với hiện tại thì để bấm giờ đã có rất nhiều những công cụ khác chính xác hơn. Và cuối cùng thì hãy cùng xét đến bộ máy đồng hồ. Với kính Sapphire trang bị hai mặt trước và sau đồng hồ thì không chỉ có mặt số tỏa sáng mà cả bộ máy tự động CH28520IRM VR24H có roto bằng vàng 22K ở đằng sau cũng được bảo vệ đặc biệt cẩn thận. Bộ máy đồng hồ này chính là đại diện sáng tạo không ngừng được thực hiện bởi Patek Philippe. Không chỉ là bộ máy có hai tính năng Chronograph và lịch thường niên tích hợp đầu tiên, mà đây còn thông báo năng lượng cót bên dưới ô lịch báo ngày, chỉ ngày hoặc đêm lồng vào bộ hiển thị 6 giờ. Với những tính năng phức tạp như vậy, thì CH28520IRM QR24H có thể cung cấp năng lượng trong khoảng 55 giờ với tính chính xác rơi từ -3/-2 giây một ngày. Điều đã được chứng nhận bởi con dấu chất lượng danh giá mang tên Patek Philippe Seal. Và đó là những điều thú vị mà chúng tôi mang đến trong video ngày hôm nay. Hy vọng rằng sẽ là những thông tin bổ ích cho các anh em đam mê đồng hồ. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.